Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 27 ngày 17 tháng 9 năm 2024, quyết định ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024 và Nghị định số 102/2024 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2024. Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 4 điều 220 Luật Đất đai. Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m², kích thước, cạnh mặt đường và chiều sâu tối thiểu là 3m. Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40m², kích thước, cạnh mặt đường và chiều sâu tối thiểu là 4m. Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này là diện tích kích thước sau khi đã trừ chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đối với những khu vực có quy định chỉ giới, mốc giới hành lang. Đối với thửa đất tách thửa, có thửa đất sau khi tách không đủ điều kiện cạnh mặt đường nhưng phần diện tích bên trong thửa đất đủ điều kiện tách thửa về diện tích, chiều rộng, chiều sâu thì người sử dụng đất được phép tách thửa nhưng phạm vi chiều rộng nhỏ hơn cạnh mặt đường tối thiểu phải để sử dụng làm lối đi vào phần bên trong. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất ao nằm trong thửa đất ở theo quy định tại khoản 4 điều 220 Luật Đất đai. Thửa đất sau khi tách, nếu có vườn ao thì diện tích đất ở tối thiểu là 70m² và diện tích vườn ao tối thiểu là 30m². Trường hợp thửa đất trước khi tách thửa có diện tích đất vườn ao nhỏ hơn 30m² thì chỉ được phép tách thửa đối với phần diện tích đất ở áp dụng điều kiện tách thửa theo quy định tại Điều 12 quy định này mà không được tách nhỏ phần diện tích đất vườn ao. Phần diện tích đất ở có vườn ao còn lại phải đảm bảo diện tích đất ở tối thiểu là 70m². Các điều kiện tách thửa khác được áp dụng theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 quy định này. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc được nhà nước giao đất công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 điều 220 Luật Đất đai. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 250m². Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo quy định tại khoản 4 điều 220 Luật Đất đai. Đối với tổ chức, diện tích đất được phép tách thửa theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hộ gia đình cá nhân, diện tích đất được phép tách thửa theo phương án dự án sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt. Các trường hợp không được tách thửa đất. Thửa đất không đủ điều kiện tách thửa theo quy định tại các điều 11, 12, 13, 14 và 15 quy định này. Thửa đất nằm trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng quy hoạch điểm dân cư được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, thì việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thửa đất được cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho hộ gia đình cá nhân để làm nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch gồm khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị, khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn, khu tái định cư, trừ trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư được điều chỉnh theo quy định của pháp luật thì việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thửa đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thửa đất có công trình xây dựng khi thực hiện tách thửa mà công trình đó nằm trong nhiều thửa đất, chủ sở hữu công trình không có cam kết phá dỡ công trình đó. Các trường hợp không áp dụng điều kiện diện tích tối thiểu được phép tách hợp thửa đất. Nhà nước thu hồi các loại đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai. Tách thửa để chuyển nhượng cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Tách thửa đối với trường hợp người sử dụng đất được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư trong các dự án phát triển nhà ở, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo quy hoạch, chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tách thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo quy hoạch hoặc tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật tự nguyện trả lại đất. Xử lý công nhận lại hạn mức đất ở đối với giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.
Trường hợp thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà trên giấy chứng nhận đã cấp có ghi đất ở hoặc đất thổ cư và các loại đất khác như đất kinh tế gia đình, đất vườn thửa hợp pháp, đất vườn tạp, đất trồng cây lâu năm khác, đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây hàng năm khác, đất ao, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt với thời hạn sử dụng lâu dài hoặc có thời hạn, kể cả trường hợp đã bị đối trừ vào tiêu chuẩn giao ruộng theo Nghị quyết số 03 NQTU ngày 28 tháng 4 năm 1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng. Nay, người sử dụng đất bao gồm người sử dụng đất sử dụng ổn định từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 hoặc người sử dụng đất là người nhận thừa kế, kể cả thừa kế, thế vị của hàng thừa kế thứ nhất tặng cho thuộc đối tượng hàng thừa kế thứ nhất của người sử dụng đất sử dụng ổn định từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại khoản 1 điều 5 quy định này. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như đối với trường hợp xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất tại Điều 141 Luật Đất đai. Hộ gia đình cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở. Xử lý đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đóng dấu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng. Đối với các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đóng dấu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng trước đây thì nay phải thu hồi lại theo quyết định số 367 QĐUB ngày 10 tháng 4 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng về việc thu hồi và không sử dụng dấu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định như đối với cấp giấy chứng nhận ban đầu. Quy định chi tiết một số điều tại Nghị định 102/2024/NĐ-CP. Tiêu chí, điều kiện cụ thể, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 2 hectare theo quy định tại khoản 2 điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. Tiêu chí, điều kiện cụ thể, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 2 hectare phải có phương án sử dụng tầng đất mặt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về trồng trọt. Việc rà soát công bố công khai lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt và việc giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt tại địa phương theo quy định tại khoản 4 điều 47 Nghị định số 102/2024. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát công bố công khai lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp như sau. Nội dung rà soát: việc đáp ứng các tiêu chí, nguyên tắc và thời hạn sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 47, Nghị định 102/2024, mục đích sử dụng đất của thửa đất nhỏ hẹp và thửa đất liền kề, mục đích sử dụng dự kiến giao thuê của thửa đất nhỏ hẹp và thửa đất liền kề theo quy hoạch quy định tại điểm C khoản 1, điều 47, Nghị định 102/2024, để có thể hợp lại thành một thửa đất sau khi giao đất cho thuê cho phép chuyển mục đích. Các đối tượng sử dụng các thửa đất liền kề, giấy tờ pháp lý của thửa đất liền kề, số lượng thửa đất liền kề đảm bảo điều kiện được giao, thuê, hợp thửa đất đối với thửa đất nhỏ hẹp, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp và đề xuất hình thức xử lý cụ thể đối với từng thửa đất để công khai lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, công khai danh sách, mục đích sử dụng dự kiến giao đất cho thuê đất của các thửa đất nhỏ hẹp tại cổng thông tin điện tử và trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của các khu dân cư nơi có thửa đất nhỏ hẹp, thời gian công khai 15 ngày kể từ ngày công bố, có biên bản niêm yết công khai và biên bản kết thúc công khai, gửi văn bản lấy ý kiến các hộ liền kề về nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao đất thuê đất kết thúc công khai, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liền kề về các kiến nghị liên quan đến việc giao đất cho thuê đất nếu có. Đối với việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất liền kề và mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, thì việc công khai và lấy ý kiến theo quy định về lấy ý kiến và công khai kế hoạch sử dụng đất. Trước khi giao đất, Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải thông báo cho người sử dụng đất liền kề nắm được kế hoạch, chủ trương và hình thức giao đất cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp.
hình thức thông báo bằng văn bản gửi đến người sử dụng đất liền kề, niêm yết tại điểm sinh hoạt chung của dân cư, loa truyền thanh và các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định để phù hợp với địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin. Điều kiện để giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân, địa phương có quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà chưa giao thuộc trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia. Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất ở thuộc đối tượng quy định tại điểm A và điểm C khoản 3 điều 124 luật đất đai. Trình tự thủ tục thẩm định để giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 điều 53 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ. Điều kiện tiêu chí quy mô tỷ lệ để tách diện tích đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại khoản 3 điều 59 Nghị định số 102/2024. Điều kiện tiêu chí nằm tập trung có hình dạng không theo tuyến, đảm bảo hành lang bảo vệ các công trình có liên quan, có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng trừ đường nội đồng, không có tranh chấp khiếu nại vi phạm hoặc các tranh chấp khiếu nại vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Quy mô tỷ lệ, diện tích đất từ 90% trở lên so với tổng diện tích đất thực hiện dự án đăng ký hoặc được chấp thuận. Đối với khu vực có phương án bố trí tổng mặt bằng để tiếp nhận dự án đầu tư thì diện tích đất phải nằm tập trung 100% thành một lô. Diện tích đất tính tỷ lệ không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang các công trình đã được công bố và theo quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp tách diện tích đất đáp ứng các điều kiện tiêu chí quy mô, tỷ lệ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này ảnh hưởng tới việc thực hiện dự án đầu tư đã được xác định theo quy hoạch hoặc phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.